Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy xới bánh xích, vừa xới đất được mà vừa kéo lúa được. Động cơ Isuzu 105, xài dàn xới là 2m, 2m bông, 2m2 phủ bì. Đó bạn, là cái giá bán là 130 triệu thôi. Để thì mình quay vòng vòng cho các bạn xem những chi tiết ở trên máy ha. Đây là dàn chân này, là đây là cái phần dàn chân các bạn. Và đây là cái phần hộp số này, là người ta vô dàn vô số sống á, không phải là dàn ấy ha, cắt bớt ha. Đây rồi, tiếp theo thì bên đây dàn số thì mình thấy còn rất là mới ha, rất là mới. Nói chung là xài anh em mua về là xài đó, chứ nó không phải là dạng như là tệ quá ha. 2m bông, 2m2 phủ bì. Động cơ là Isuzu 105. Đây các bạn, đây là cái phần động cơ ha. Xíu nữa thì mình đấy, mình cho ảnh nổ máy lên cho các bạn xem. Giờ mình hỏi ảnh cái máy này đổ hơi chưa ha. Đây là phần động cơ là Isuzu 105 của Nhật. Đây là cái bình dầu. Này là của cơ sở Phúc Nguyên đóng các bạn. Còn đây là cái bình nhớt thủy lực. Đây là xài cái tia đứng ha. Nâng lên hạ xuống là bằng cái tia đứng này. Dở lên thì nó sẽ lên. Đây là cái hai cái nối nằm ra đây. Ốc rất là bự. Bên kia cũng vậy. Cái thể lực nó nằm bên đây ha. Thể lực nằm đây. Mình cũng xài 4 cây dây cu ro. Này nó chở được bao nhiêu bô lúa ta? Xe này nó cũng ngang ngửa 100 bao lúa ha. Cái dàn chân của nó là dàn chân mà hạ máy cắt xuống hay là dàn chân mình đóng? Không, dàn chân đóng. Này xài sức quá. Máy là không đổ hơn. Đây, phát nổ ha. Máy là không có đổ hơn các bạn. Isuzu 105. Đây, còn động cơ để quay kỹ cho anh em, nếu không hiểu thông số kỹ thuật thì coi ha. Là cái này giá bán là 130 triệu có thương lượng. Dạ. Bông sớ là nó 2m phủ bì. Tại giờ dàn sớ là hai cái gần phần dàn sớ đây bạn, dàn sớ còn rất là im ha. Chưa đến đổi mòn. Mua về sử dụng. Bốn cái trượt inox ha. Con lăn con đội còn rất là dày các bạn. Cái bánh này còn mới hết ta? Bánh này mới thay hay sao? Bánh này cũng còn mới lắm các bạn. Cái bánh này cũng gần đó là mới. Rồi giá bán là 130 triệu ha. Anh em cần thì alo qua số điện thoại ha. Đó.
cái này vừa kéo đứa kéo lúa được và vừa xới đất được. À, cái mâm đằng 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 xe đằng sau người ta đem đằng trước để người ta dằn lại đó. À, khi mang dằn xới vô nó nặng đuôi đó, do đó nên ta đem cái này ra đằng trước lại nè, ta dằn. À, khi nào mà tháo cái dằn xới cây ra thì đầu lắp cái này vô, thọt cái cây sắt lên đây là xong, là sử dụng là đem đi kéo lúa. À, còn ở đây thì cái hộp này thì người ta lấy bốn ốc này ra, tháo bốn ốc này ra để bưng cái hộp này xuống. Nói chung đầu rất là dễ tháo đó, thì tháo bốn ốc nó ra bưng cái đó xuống. Con đợi này cũng vậy, tháo mấy ốc này ra đó, rồi bắt đầu đem đi kéo lúa. Rồi anh em cần thì alo qua số điện thoại ha bà, trên thì cũng có mua đầy đủ. Alo qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề này, là giá bán 130 triệu có thương lượng. Ở đây mình đang ở đây là ở Vĩnh Châu, Âu Long Vĩ, là của An Giang ha bà.